trình hóa học lớp 11 aldehyde. Thì sao bạn aldehyde? Aldehyde. Thế ngày xưa bài này thì được cùng học cùng với bài acetone. Nhưng bây giờ thì thôi rồi. Một La Mã. Định nghĩa. Đồng đẳng. Đồng phân. Danh pháp. Đá một chút sang acetone tí để cho ta hiểu chút. Định nghĩa là đồng phân danh pháp. Một nhỏ định nghĩa. Định nghĩa này chúng ta sẽ nhắc về cái nhóm chức gọi là nhóm chức carbonin. Này. Nhóm chức carbonin là nhóm chức có dạng R1 C nối đuôi O R2. Hay nói cách khác là cứ C nối đuôi O thì được gọi là nhóm chức carbonin. Ok. Thế thì cái nhóm chức carbonin nó sẽ chia thành hai loại. Nếu R2 mà trùng với lại hydro thì nó sẽ có dạng là R1 C nối đuôi O H, hay hay được viết là R CHO. Nếu R2 mà khác H thì nó sẽ được là R1 C nối đuôi O R2, hay hay được viết là R1 CO R2. Ok chưa? Thế thì cái anh mà chứa nhóm chức CHO này thì được gọi là anhydride. Anh mà chứa nhóm chức CO này thì được gọi là ceton. Và ta sẽ có định nghĩa của anhydride. Anhydride thầy sẽ viết tắt từ này là AND. Anhydride là hợp chất hữu cơ. Là hợp chất hữu cơ mà trong phân tử chứa nhóm CHO liên kết với nguyên tử hydro, được chưa? Hoặc nguyên tử carbon, nhớ nhá. Đây này là anhydride nhá, anhydride là chất hữu cơ và chứa nhóm CHO liên kết với nguyên tử hydro hoặc nguyên tử carbon thì đấy được gọi là anhydride. Ok, hai nhỏ đồng đẳng, hai nhỏ đồng đẳng thì mình đi xây dựng công thức tổng quát của anhydride. Mình đi xây dựng công thức tổng quát của anhydride thì mình sẽ có để xây dựng công thức tổng quát của nhà anhydride sau. Anhydride no đơn hở. Anhydride no hai chức hở. Aldehyde một nối đôi CC đơn hở. Ok, thầy hướng dẫn chúng ta xây dựng thằng anhydride no đơn hở nhé. Đầu tiên thì mình có là aldehyde là hợp chất hữu cơ mà trong phân tử chứa nhóm CHO đính với lại hydro hoặc carbon. Vậy công thức tổng quát của mọi anh anhydride nó sẽ phải là R CHO tất cả x lại. Đấy chưa? Công thức của mọi anhydride đấy nó phải là R CHO tất cả x lần. Thế vậy thì cái thằng mà anhydride no đơn hở là như thế nào? No là muốn nói đến R no. Đấy chưa? Đơn là muốn nói đến chỉ có một nhóm CHO. Hở là không có vòng. Đấy chưa? No là R no, vậy là không có pi nào. Đơn là có một nhóm CHO, cấu trúc của nhóm CHO. C nối đuôi O. H đây là cấu trúc của nhóm CHO. Đúng chưa? Và mình nhìn cấu trúc của nhóm CHO mình nhìn thấy có một nối đuôi CC, à một nối đuôi CO. Hay nói khác là nó sẽ có một pi, đúng chưa? Vậy một pi. Vậy suy ra tổng quát lại thì anh anhydride no đơn hở này trong phân tử nó sẽ có một pi. Một pi thì giống với thằng nào ạ? Giống với thằng anken. CnH2n. Và ta nhìn xem nó có mấy oxy ạ? Đơn chức thì có mấy oxy ạ? Một oxy. Vậy CnH2nO. Điều kiện N lớn bằng 1. Ok, các em hiểu chưa? Aldehyde no là không pi. Hai chức là hai nhóm CHO 2 pi. Vậy tổng của nó là 2 pi.
2pi thì giống với thằng ankim. CN H2N trừ 2. 2 trước thì có 2 oxy. O2. N lớn bằng 2. Anh đứng đầu dãy đồng đẳng của anhít no đơn hở là HCSO. Anh đứng giờ đầu dãy đồng đẳng của anhít no hai chức hở là CHO. CHO. Anhít một nối đôi CC đơn hở. Một nối đôi CC đơn hở, một nối đôi CC là 1 pi. Đơn là 1 pi nữa. Vậy tổng là 2 pi. Vậy nó vẫn giống ankim. CN H2N trừ 2 do là đơn nên có một oxy. Được chưa? Vậy anh đầu dãy đồng đẳng của anhít một nối đôi CC đơn hở là C nối đôi C C H O. Nên điều kiện N phải lớn hơn hoặc bằng 3. Điều kiện N phải lớn bằng 3. Ok, đây là xong thằng số 2 nhá, đồng đẳng. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ còn phải đi xây dựng được rất rất nhiều cái nữa. Nhưng ở đây thầy vừa hướng dẫn chúng ta cái cách và cái phương pháp để xây dựng công thức dãy đồng đẳng của anhít để là cái cách nhanh nhất có thể giúp chúng ta làm bài tập nhanh nhất, nhà tư duy logic nhanh nhất, nó còn ảnh hưởng đến cả chương trình lớp 12 nữa. Nên là yêu cầu là chúng ta phải nắm được cái chất này. Phương pháp này. Ba nhỏ đồng phân. Đồng phân thì phương pháp xác định đồng phân anhít. Phương pháp xác định đồng phân anhít thì tương tự như ancol, tương tự như axit. Đó là bước 1. Vẽ mạch chính. Bước 2 là đánh số chỉ vị trí nhóm COH đính vào. Đánh số chỉ vị trí nhóm COH đính vào. Và lưu ý, lưu ý là thằng anhít nó còn có đồng phân nữa là thằng ceton. Bây giờ thì tí nữa chúng ta sẽ nhắc lại, tí nữa chúng ta sẽ nhắc cái chỗ tìm đồng phân ceton như nào. Mà thường thì bây giờ thì nếu mà có thi thì chỉ thi đồng phân anhít thôi. Chúng ta sẽ có ví dụ số 1. C4H8O có bao nhiêu đồng phân anhít? Đấy, đây là ví dụ số 1. C4H8O có bao nhiêu đồng phân anhít ạ? Bao nhiêu ạ? C4H8O có bao nhiêu đồng phân anhít? Bao nhiêu nhá? Thì muốn biết là bao nhiêu chúng ta phải làm thôi đúng không? Bắt buộc phải làm thôi. Mình có này, C4H8O mà muốn viết được thành là có bao nhiêu đồng phân anhít thì chúng ta làm như này. Bước 1 là mình phải đưa về nó về cái dạng là có chó đó. Bởi vì nhóm chức đặc trưng của anhít là nhóm chức chó. CHO này. Vậy mình còn là 4 trừ đi 1 carbon thì còn C3 8 trừ 1 hydro H7. Vậy chuẩn của nó là C3H7CHO. Vẽ mạch chính này. 1 2 3 mạch chính mạch C3. Cắm nhóm CHO vào đây. Thì mà cắm đây đồng phân số 1. Cắm đây đồng phân số 2. Vậy là nó có 2 đồng phân anhít. Nhá. 2 đồng phân anhít. Ví dụ số 2. C5H10O có bao nhiêu đồng phân anhít nào? Mình đưa về dạng gì? CHO này. Thì anh này nó sẽ là còn là C4H9CHO, đúng chưa? C4H9CHO giờ vẽ mạch chính này, mạch chính là mạch C4. Một cháo. Hai cháo. Ok chưa? Trục đối xứng. 1 2 3 cho này đối xứng với nhau. 3 3 3 4. Được chưa? Vậy nó có bao nhiêu ạ? 4 đồng phân anhít. 4 đồng phân anhít. Xong nhá. Được chưa? Ví dụ 2 C5H10O có 4 đồng phân anhít. Ok. Xong ví dụ số 2. Thế vậy bây giờ cao cấp hơn, lên một cái ví dụ nữa. Lên một cái ví dụ đặc biệt hơn nữa.
Là ví dụ số 3. Là vậy bây giờ đề bài sẽ hỏi chúng ta là cái anh C5H10O đấy có bao nhiêu đồng phân chứa nhóm carbonin? C5H10O có bao nhiêu đồng phân chứa nhóm carbonin? Chứa nhóm carbonin nhá. Chứa nhóm carbonin là đề bài sẽ hỏi chúng ta là cả thằng đồng phân anhydride và cả đồng phân ceton, các em phải lưu ý chỗ này. Thế thì bây giờ mình cùng làm thử xem nhá. À, đồng phân anhydride đây, bước 1 đưa về dạng anhydride C4H9CSO. Được chưa? 3 4 5 2 4 8. 4 có 4 đồng phân. Vừa làm bên kia xong. 4 đồng phân anhydride. Bây giờ mình xem có bao nhiêu đồng phân ceton. Ceton thì thuộc dạng gì ạ? R1 C nối đôi O R2 và chúng ta nhìn thấy R1 và R2 đối xứng với nhau. Thế vậy bây giờ thầy sẽ cắt cái nhóm CO này ra. Đúng không? Thì tương tự như tìm đồng phân ceton thì xác định đồng phân ceton thì tương tự như ete. Đó là ta mang cái nhóm CO đính vào liên kết CC. Đấy nha, nào thầy viết nhé. Đây, mạch C4. Ok, bây giờ nó mang nhóm CO đính vào liên kết CC thì trục đối xứng thôi. Cắm vào đây là 1, cắm vào đây là 2. Cắm vào đây là 3, 3, 3. Vậy là mình sẽ có 4 đồng phân ceton, 3 đồng phân ceton, sorry. Vậy thì cuối cùng mình suy ra là anh gì ạ? Anh C4H9 C5H10O có tổng cộng 4 đồng phân anhydride cộng 3 đồng phân ceton thì bằng 7 đồng phân chứa nhóm carbonin nhá. 7 đồng phân chứa nhóm carbonin. Ok. Đấy là mình xem cái phần về đồng phân nhá. Bây giờ mình sang cái phần danh pháp. Bốn nhỏ danh pháp. Thế thì bởi vì mình học cái danh pháp của axit xong rồi nên là học sang cái danh pháp của anhít nó dễ dàng thôi, nó không quá khó. Thì đầu tiên A nhỏ là tên thay thế. Tên thay thế của anhít thì bằng tên ancan tương ứng. Ancan tương ứng cộng thêm đuôi AL. AL là đặc tả cho nhóm chức CSO. Ví dụ như HCSO mẹ đúng không? Cháu này sẽ tên là metan thêm AL. Đọc là metanan. Tiếp theo là cháu CH3 CSO mẹ em etan thêm AL sẽ là etanan. Ok, tiếp tục. Cháu này ạ thì tên là gì? Cháu này ạ thì tên là gì? Cháu này ạ thì tên là gì? Đấy. Đây nha, mình có tên nhá. Anh này này là gì nhỉ? Mẹ em phải pro panan. Mẹ em phải bón butan. Các em biết tại sao mình không phải đánh số ở vị trí nhóm CSO không? Tại vì là chắc chắn CO sẽ auto được mặc định là vị trí số 1. Ok. Mẹ em phải bón phân pentan. Nào. Ok, đây là tên thay thế nhá. Mình sang tiếp. Theo là B nhỏ. Là tên thông thường. Tên thường đấy. B nhỏ. Tên thường. Tên thường thì bằng anhydride. Bằng anhydride có chữ anhydride ở đầu. Cộng với lại tên của axit
tương ứng, nhưng chú ý ở đây cũng phải là tên thường. Hay nói khác là tên thường của axit tương ứng nhé. Tên thường của axit tương ứng. Ok. Ok được không ạ? Tên thường bằng anhydride cộng với lại tên thường của axit tương ứng. Thế thì cái tên thường của axit tương ứng thì mình học ở bài axit rồi. Đây thì nhắc lại. Ta còn hai anh nữa rất là hay thi ạ. CSO, CSO thì nó là anhydride oxalic. Còn anh này là anhydride benzoic. Đấy, đây là với bọn tên thường nhá. Thế là chúng ta vừa mới xong toàn bộ cái phần là một la mã định nghĩa đồng đẳng đồng phân và danh pháp. Bây giờ mình sang phần tiếp theo là phần tính chất vật lý hai la mã. Tính chất vật lý của bọn anhydride thì có cái gì đặc biệt? Hai la mã tính chất vật lý. Tính chất vật lý của anhydride thì có gì đặc biệt? Thì thứ nhất là ở đầu ở điều kiện thường thì các anhydride đầu mạch đều là chất khí nhá. Các anhydride đầu mạch có nghĩa từ C1 cho đến C4 thì là chất khí ở điều kiện thường. Tan tốt trong nước. Tan tốt trong nước. Các anhydride tiếp theo thì là chất lỏng hoặc chất rắn tùy vào phân tử khối, để cho vào độ tan trong nước thì nó giảm dần. Cái điều quan trọng thứ hai mà thầy muốn chúng ta nhớ đây là dung dịch. Dung dịch mà anhydride formic tan trong nước. Tan trong nước thì được gọi là phóc môn. Thì gọi là phóc môn. Còn dung dịch bão hòa của anhydride formic nhá, tập hợp con của nó, dung dịch anhydride formic có nồng độ từ 37 cho đến 40% thì được gọi là formalin. Thì được gọi là formalin. Ok, hiểu chưa? Đấy, về phần tính chất vật lý thì chúng ta chỉ cần nhớ hai cái dấu sao đấy thôi là chúng ta đã có thể làm được bài tập rồi. Ok, sang phần ba la mã tính chất hóa học. Ba la mã tính chất hóa học. Tính chất hóa học. Ba la mã tính chất hóa học. Thì bây giờ các em chú ý nhá, trung tâm dĩ nhiên là thằng anhydride chúng ta thì nó sẽ có dạng là R CHO. Thế nên nó sẽ có hai cái phần tính chất, một là tính chất của gốc R. No thì sẽ giống ancan, không no thì giống alken.
một có một nối ba thì sẽ giống ankin, và có vòng thơm thì sẽ giống benzen. Còn cái nhóm chức CSO này thì nó sẽ có tính chất của chức. Thế thì trung tâm phản ứng sẽ là của nhóm chức CSO. Thế nên là về bài học của anhydride thì chúng ta sẽ học về cái tính chất của nhóm chức CSO nhá. Và phần này rất quan trọng vì nó là nền tảng cho phần chương trình lớp 12. Nên ta phải hết sức chú ý nhá. Mình sẽ có này. Nhóm chức CSO thì nó có những cái tính chất gì thì giờ chúng ta cùng để ý. Viết được cái cấu trúc của nó ra. R C nối đôi O H thì nhìn thấy có liên kết nối đôi CO. Vậy việc đầu tiên chúng ta nhìn đến đó là phản ứng cộng hydro. Một nhỏ phản ứng cộng hydro xúc tác niken. Xúc tác niken. Thế thì mình sẽ có ở đây như sau. R giống y xì như cộng và liên kết đôi CC thôi ạ. CO H cộng với lại H H niken nhiệt độ thì nó tạo thành R C H thêm một H nữa và O này thêm một H nữa để tạo thành ancol ạ. Nó ra nhìn thấy là anhydride mà cộng hydro. Anhydride mà cộng với lại hydro xúc tác niken thì tạo thành ancol bậc mấy đấy ạ? Đây viết là CrCH2OH đúng không? Vậy nó là tạo thành ancol bậc 1. Tạo thành ancol bậc 1. Ok. Ví dụ như mình viết một vài cái phản ứng hay thi HCHO mà cộng với H2 niken nhiệt độ thì tạo thành gì? CH3 CHO cộng với H2 niken nhiệt độ thì tạo thành gì? Và CHO cộng với H2 niken nhiệt độ tạo thành gì? Và cuối cùng là CH2 nối đôi CH CHO cộng với hydro niken nhiệt độ để tạo thành gì? Ok, xem nào. HCSO sao? HCSO cộng với niken nhiệt độ tạo thành gì? Mẫu nhá. Thì nó sẽ tạo thành gì nhỉ? Đây CH3 OH ăn một niken thôi. CH3 CSO cộng với H2 thì tạo thành C2H5 OH. Được chưa? Thế bây giờ nhóm CSO ở đây C nối O đúng chưa? Vậy nó có hai nối đôi CO nên nó phải ăn 2H2 để nó tạo thành gì ạ? CH2 OH và CH2 OH ethylene glycol. Đó. Tương tự như vậy chúng ta nhìn thấy cháu này. Đúng chưa? Anhydride acrylic. Một nối đôi CC, một nối đôi CO và phải cũng phải ăn hai hydro để tạo thành CH3 CH2 CH2 OH. Đấy, hiểu chưa? Đấy là khi mà nó cộng với lại hydro. Thế còn một cái cao cấp hơn một chút nữa thầy muốn chúng ta nhìn thấy để nào lên lớp 12 chúng ta không bị choáng ngợp. Các em nhìn cho thầy nhá. Hydro ở đây số xóa là 0. Chui vào bên trong này thành cộng 1. Vậy hydro của chúng ta đóng vai trò là khử tăng, là chất khử. Đấy chưa? Hydro trong phản ứng này đóng vai trò là chất khử. Hydro là chất khử. Vậy thì suy ra aldehyde nó là chất oxy hóa, các em nhớ chưa? Hydro là chất khử, còn aldehyde là chất oxy hóa nhá. Nhắc lại lần nữa, hydro là chất khử, còn aldehyde của chúng ta là chất oxy hóa. Theo xong một cái, thấy chưa? Thế là liệu anhydride chúng ta có đóng vai trò là chất khử tăng mà hydro chất khử, anhydride chất oxy hóa. Thế giờ chúng ta sang tiếp.
hai nhỏ liệu anhít của chúng ta đóng vai trò chất khử không? Thì bây giờ mình sang hai nhỏ. Đây là một trong số những phản ứng đặc trưng bậc nhất của anh anhít. Đó là phản ứng tráng gương, hay còn được gọi là phản ứng oxy hóa không hoàn toàn đấy. Phản ứng oxy hóa không hoàn toàn. Thì trong cái phản ứng oxy hóa hoàn toàn này có rất nhiều tác nhân. Thì về mặt bản chất các em chỉ cần nhớ thầy cái nguyên lý căn bản của anhít như sau. RCSO với tác nhân oxy hóa. Thật kỹ đấy nhá. Thi trung học phổ thông quốc gia có rất nhiều phần này. Thì tạo thành RCOOH. Được chưa? Nhìn kỹ chưa? Ví dụ như A nhỏ là với tác nhân oxy hóa là AgNO3. AgNO3 trong NH3 với tác nhân oxy hóa AgNO3 trong NH3 thì như nào? Thì có này, R này, CHO, sorry, biết lỗi rồi, bút xóa ít dùng quá. Ok. R CHO đi qua AgNO3 trong NH3. Đáng nhẽ nó phải biến thành RCOH, nhưng RCOH là axit ở trong môi trường NH3 thì tác dụng với nhau để tạo thành RCOONH4. Và chú ý đặc biệt cho thầy là một nhóm chó này thì cho ra hai thằng bạc. Một nhóm chó này cho ra hai bạc. Nên phản ứng này còn được gọi là phản ứng tráng gương. Phản ứng tráng gương. Hay còn được gọi là phản ứng tráng bạc. Hay còn được gọi là phản ứng tráng bạc. Ok. Trong đó thì ta có một cái phương trình đặc biệt. Phản ứng đặc biệt. Trường hợp đặc biệt HCSO. Một con chó thì cắn hai thằng đeo dây chuyền bạc, nhưng riêng thằng HCSO nó lại là một con chó cực kỳ đặc biệt. Đây là một con chó hai đầu. Được chưa? Bởi vì nó là một con chó hai đầu nên nó tác dụng với AgNO3 trong NH3 thì nó sẽ tạo thành là HCOONH4 cộng với NH4NO3 và cộng với lại hai thằng bạc. Sorry, bốn thằng bạc. Đặc biệt đấy. Cộng với lại bốn thằng bạc. Nhớ nha. Riêng với thằng HCSO chó hai đầu thì ăn bốn bạc. Ok chưa? Nhớ chưa? Cực kỳ quan trọng và cực kỳ đặc biệt. Nhá. Thì ở trong cái phản ứng này chúng ta nhìn thấy này, bạc của chúng ta là bạc cộng, cuối cùng biến về bạc không. Vậy thì suy ra là bạc cộng trong AgNO3, bạc cộng đóng vai trò là chất oxy hóa, còn anhít là chất khử. Nhá. Bạc cộng là chất oxy hóa, còn anhít là chất khử. Ok chưa? Phản ứng này cực kỳ quan trọng đấy. Cực kỳ quan trọng. Ngoài ra, ngoài cái phản ứng tráng bạc trên chứng minh rằng anh anhít của chúng ta có tính khử ra, thì chúng ta vẫn còn một số phản ứng nữa. B nhỏ là tác dụng với B nhỏ là làm mất màu dung dịch brom. Làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường. Ở điều kiện thường. Bởi vì dung dịch brom ta cũng có tính oxy hóa mà. Các anh anhít khi cho qua dung dịch brom thì biến thành dạng RCOH, làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường. C nhỏ tác dụng với làm mất màu tác dụng với CuO đun nóng. Thì những anh là anh anhít có nhóm chức CHO đi qua CuO
nhiệt độ thì nó sẽ tạo thành là nhóm chất RCOH cộng với lại Cu2O kết tủa màu đỏ gạch. Chính vì vậy nên là khi cho tác dụng với lại CuO nhiệt độ thì có kết tủa màu đỏ gạch, cũng là cái ứng dụng để mình nhận biết được là có anhít hay không. Được chưa? Nhớ chưa? Rất là dễ nhá. Đây là ở trên đây thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta toàn bộ cái phần về tính chất hóa học của anhít. Được chưa? Giờ mình sang phần cuối cùng, điều chế ứng dụng. Dễ thôi mà đúng không? 1 2 3 4 4 chứ nhỉ? 4 5 ạ. Điều chế ứng dụng. Một nhỏ điều chế. Điều chế anhít thì chúng ta có hai phương pháp điều chế anhít, một là đi từ ancol. Đi từ ancol. Đi từ ancol thì đơn giản thôi ạ, thường chúng ta là đi oxy hóa ancol bậc 1. Oxy hóa ancol bậc 1 R CH2OH cộng với lại CuO nhiệt độ thì tạo thành anhít RCHO cộng với lại H2O cộng với lại Cu. À, xin lỗi cả nhà. Chỗ này phải là CuOH 2 lần nhiệt độ mới đúng. Sorry. Phải sửa lại chút. CuOH 2 lần nhiệt độ. Thì anh này tạo thành đỏ này. Từ anhít chuyển thành từ ancol bậc ancol, cái này trong bài ancol rồi. Bậc 1 thì chuyển thành anhít. Thấy chưa? Thứ hai là đi từ hydrocarbon. Đi từ hydro carbon. Đi từ hydrocarbon thì chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất là cho CH4 cộng với oxy xúc tác nhiệt độ xúc tác thì mình sẽ thu được là HCSO cộng với nước. Cách thứ hai là oxy hóa không hoàn toàn ethylen. Ethylen là C2H4 oxy hóa không hoàn toàn ethylen cộng với oxy nhiệt độ xúc tác thì mình sẽ thu được CH3 CSO. Đây là phương pháp hiện đại. Có nghĩa là phương pháp hiện đại là bây giờ đang sử dụng phương pháp này để sản xuất ra anhít acetic. Được chưa? Ngoài ra thì như chúng ta đã biết thì anhít acetic còn có thể được điều chế bằng từ anh acetylen cho cộng với lại nước, chúng ta nhớ rồi đúng không? Xúc tác HG2 cộng trên H cộng để tạo thành CH3 CSO. Ok. Đấy nha. Đây là điều chế cuối cùng, hai nhỏ ứng dụng. Ứng dụng của anhít thì thứ nhất là formaldehyde thì được dùng để sản xuất nhựa phenol formaldehyde. HCHO sử dụng sản xuất nhựa. Cái này quan trọng nha. Cái này liên quan lớp 12, sản xuất nhựa phenol formaldehyde. Phenol formaldehyde. Thứ hai là phoxmon thì được dùng để làm chất tẩy uế ngâm mẫu động vật. Dung dịch phoxmon được sử dụng làm chất tẩy uế ngâm mẫu động vật. Anhít acetic thì được sử dụng để làm sản xuất axit acetic. Ui, mấy cái này dễ ợt, không có nói năng gì nhiều nữa đúng không? Thế thì vậy, ở đây thầy vừa mới hướng dẫn cho chúng ta xong toàn bộ về phần bọn anhít và đồng bọn nhá. Toàn bộ chúng nó về anhít và đồng bọn. Thế là chúng ta đã coi như ở tại đây là chúng mình đã học hết toàn bộ phần kiến thức về anhít, về axit, cetone thì giảm tải rồi, mình không học nữa. Tại sao mình học kỹ thằng này? Tại vì thằng anhít này nó ảnh hưởng đến bọn carbohydrates ở chương trình lớp 12 chúng ta học. Bọn ancol cũng ảnh hưởng đến carbohydrates, bọn axit thì ảnh hưởng đến bọn ete, nên thầy yêu cầu là chúng ta phải học thật kỹ bọn này. Ở đây chúng ta đã xong phần lý thuyết. Ok, chúng ta tạm dừng tại đây nhá.